2 năm rưỡi lên bàn mổ đẻ 3 lần, cái kỷ lục khủng khiếp ấy biến Hải Băng từ nữ ca sĩ hạng sao thành world mom trên mạng xã hội. Nhưng người khen ngợi cũng nhiều mà người chỉ trích cũng lắm. Người ta chằm chằm nhìn vào con số để giễu cợt lẫn trầm trồ về kiểu thanh nữ thích là đẻ, lờ đi bao nguy khốn sinh tử mà cô phải đối mặt, bao vất vả chăm nom khi đứa lớn nhất còn chưa lên 3 và đứa thứ hai còn chưa tròn tuổi. Cả những đánh đổi, hy sinh mà một người mẹ bình soạn sẽ từ chối. Nhưng Hải Băng không gọi đó là hy sinh, cô gọi đó là sự lựa chọn. Cả thai kỳ chồng chỉ lo hiền thê chết. Sự ra đời của bé nhỏ cô khiến Hải Băng bị chỉ trích rất nhiều. Thậm chí mạng xã hội còn tranh cãi về chuyện đó là hy sinh hay liều chết. Hải Băng có thể nói gì về sự lựa chọn này của mình? Cảm ơn gamer thủ đã gọi đúng từ sự lựa chọn. Hải Băng không nghĩ mình hy sinh, lớn lao hay phi soàn gì cả. Liều thì có liều nhưng liều chết thì không. Mọi thứ cứ thế xảy ra và mỗi người có một cách ứng xử khác nhau. Khi mang bầu bé nhỏ thứ hai ngoài kế hoạch, Hải Băng vẫn vui mắt đón nhận gì cũng muốn hoàn thành sớm, nghỉ sớm. Nhưng lần mang thai thứ ba như sét đánh ngang tai. Lúc đó em bé nhỏ đã được 8 tuần và có tim thai rồi. Hải Băng không biết những người mẹ khác thế nào, còn bản thân mình khi nghe thấy tiếng tim thai của con thì rất xúc động. Đầu óc khi ấy đóng băng, không biết phải làm gì, nhưng bỏ con thì không nghĩ đến. Hai hiền thê chồng Hải Băng đi tham vấn 7 lương y thì 5 lương y đều khuyên nên đình chỉ thai nghén. Vì nhiều trường hợp như Hải Băng đã tử trận cả mẹ lẫn con rồi. Bố mẹ chồng thì ngày nào cũng thủ thỉ, khuyên can, bảo con mang thai lần này con phải suy nghĩ cho hai đứa lớn, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì khó lắm con ơi. Thực tâm bố mẹ không dám để cho mình cá cược với cái may rủi ro này. Nhưng cuối cùng, Hải Băng vẫn quyết định giữ bé nhỏ lại. Chỉ vì đã nghe thấy tiếng tim thai của con. Một phần bản thân Hải Băng cảm nhận cơ thể của mình có khả năng chấp nhận em bé nhỏ thứ ba này. Ông xã Thành Đạt nói gì về quyết định giữ thai của hiền thê khi con lớn thế hệ hơn 1 tuổi và con nhỏ thế hệ 2 tháng? Hai lần đầu hiền thê mang bầu thì anh ấy quái lắm. Còn lần thứ ba này thì anh ấy kinh quản. Sợ hiền thê chết. Giờ quyết định giữ thai anh ấy cũng không phản đối. Nhưng mặt mũi thì rất căng thẳng. Thế nên ngay sau khi mổ cầm con, Hải Băng cũng cắt ống dẫn trứng triệt sản luôn. Anh Thành Đạt đồng ý liền vì kinh quản nếu lỡ có lần 4 thì nguy cười. Các cụ có câu chữa là cửa mã, chưa tính tới việc 2 năm rưỡi mà chữa đẻ 3 lần và lần nào cũng là sinh mổ. Hẳn là có những nỗi nguy khốn mà Hải Băng chưa chia sẻ với công chúng trong lần vượt cạn thứ ba này. Thực sự thì Hải Băng không thấy có gì vượt ngoài khả năng chịu đựng của mình. Cũng có đau nhưng đau trong giới hạn. Bình soạn lương y khuyên thanh nữ nên mang thai sau sinh mổ tối thiểu 9 tháng, nhưng mình sinh có 2 tháng thôi đã dính bầu rồi. Vì thế nguy cơ rắc vết mổ rất cao. Toàn bộ thời gian bầu bí, Hải Băng đi khám, theo dõi rất kỹ. Chế độ ăn uống kiểm soát ngặt nghèo để không tăng cân nhiều, bụng không được quá to, tránh gây áp lực lên vết sẹo mổ cũ. Còn lại Hải Băng sinh hoạt bình soạn, dẫn đi lại, làm việc nhà, chăm em bé nhỏ nói chung là mình giữ cơ thể năng động, tinh thần vui mắt, lạc quan. Bé cô không được ở bụng mẹ đủ ngày đủ tháng gì rất nguy khốn. Bác sĩ phải mổ chủ động lôi em ra sớm hơn nhiều so với dự sinh để đảm bảo an ninh tính mạng cho cả hai mẹ con. Trên bàn mổ, lương nghi rạc một rạc đã thấy em gì bên trong rắc hết rồi. May mắn là ca mổ thành công. Người mừng vui nhất là ông bà nội. Không phụ lòng bà trong suốt thời gian Hải Băng mang thai đã chăm nom con dâu kỹ lưỡng, đến rót ly nước cũng không cho con làm. Nhiều nhà tức giận khi con dâu làm đúng với đàn ông còn mẹ chồng Hải Băng luôn thúc giục đàn ông phải chăm nom, kính yêu con dâu. Đàn ông biết yêu mến xót, thanh nữ sẽ tự tin. Cùng lúc chăm nom ba con nhỏ, Hải Băng đảm đương như thế nào để con khỏe mà mẹ không bị đuối? Không đuối sao được ta cười. Nhưng mỗi khi cảm thấy đuối mà nhìn thấy các con nô đùa là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến. Hồi có một bé nhỏ kem thì Hải Băng chăm em 100%. Đến bé nhỏ thứ hai thì phải thuê bà vú phụ. Còn giờ là có hai bà vú, một người chuyên dọn dẹp nấu nướng và một người giúp Hải Băng chăm con. Bé kem tuy nhỏ nhưng phải đi học rồi để mẹ còn lo cho em coi và cô. Buổi tối, cả nhà vẫn ngủ chung một giường vì coi phải bố mẹ thế hệ ngủ được.
Anh Thành Đạt thì không có năng khiếu chăm con đâu nhưng bù lại nấu ăn rất ngon. Tuy có bà vú nhưng Hải Băng chỉ thích ăn đồ chồng nấu. Huệ không phải đi làm là anh sẽ đi chợ, vào bếp nấu nướng. Anh làm hết, không kinh quản gì. Bí quyết nào giúp Hải Băng đầu tắt mặt tối với con cái mà vẫn đi du lịch, đi làm đẹp được? Do mình khéo sắp xếp thôi. Anh Thành Đạt cũng muốn Hiền Thê được thoải mái một chút, được nghỉ giải lao nên soàn xuyên lên lịch đưa Hiền Thê đi chơi. Trên mạng sống ảo vậy thôi chứ Hải Băng chỉ đi một ngày là về. Nếu đi qua đêm thì đưa hai bé nhỏ lớn đi còn bé nhỏ nhỏ nhờ bà ngoại bà nội lên trông giúp cùng bà vú. Nếu có bí quyết thì chắc hẳn đó là luôn không kinh quản gọi điện cho người thân để được trợ giúp. Hồi sinh bé nhỏ kem, do là con đầu lòng chưa có kinh quản nghiệm, lại ôm đồn nữa nên Hải Băng bị trầm cảm nhẹ. Hai lần sau thì Hải Băng đã rút kinh quản nghiệm cho bản thân. Ba lần sinh mổ liền nhau như thế, vấn đề ngoại hình có khiến Hải Băng đau đầu không? Phụ nữ ai mà chẳng buồn lòng khi nhìn thấy vết sẹo mổ trên cái bụng rạng chằng chịt. Nhưng Hải Băng thì mau lẹ vượt qua điều này. Ở tuổi này giờ đã là mẹ ba con, không còn theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm như trước, không mặc áo rốt to nữa thì vết rạng không phải vấn đề gì to tát. Quan trọng là chồng mình không ái kinh quản thì mình cũng không ái kinh quản. Đàn ông biết thấu hiểu, yêu mến xót thì thanh nữ sẽ tự tin thôi. Hiện tại, mối quan hệ của Hải Băng với bé nhỏ kiết đàn ông riêng của ông xã Thành Đạt như thế nào khi chị đã bận rộn với ba đứa con đẻ của mình? Từ lúc chưa có em bé nhỏ nào tới thời điểm này, mối quan hệ của Hải Băng và Kiết vẫn như vậy. Có sinh con ra, Hải Băng thế hệ cảm nhận sâu hơn cái thiệt thòi của anh hai Kiết. Vì thế Hải Băng luôn nhắc nhở anh Thành Đạt để ý tới Kiết kỹ hơn. Hồi nhỏ thì anh Đạt và Ngọc diễn viên Diệp Bảo Ngọc phóng viên, chia đôi thời gian cho Kiết. Đầu tuần con ở với mẹ Ngọc thì cuối tuần về ở với ba, cứ thế mà đóng đưa. Còn giờ con đã lớn thì mọi sự phải theo con. Có hôm con đòi qua mẹ, có hôm đòi qua ba. Ổng cứ sắp xếp làm sao là mình phải theo vậy à. Một nách ba con, Hải Băng có còn ý muốn quay lại với nghệ thuật không? Thực sự Hải Băng chưa bao giờ định từ bỏ nghệ thuật cả. Sau khi sinh bé nhỏ kem hoàn thành đã mở màn quay lại rồi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã mang bầu bé nhỏ coi. Sau bé nhỏ coi, đã tính chuyện túc tác lại nhan sắc để đi làm thì mang bầu bé nhỏ cô. Nhưng Hải Băng tin là cái duyên của mình với nghệ thuật chưa hết. Chỉ là thời gian này phải ưu tiên cho các con mà thôi. Cảm ơn Hải Băng về cuộc trò chuyện này.